mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ, đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê, con ông Anphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Si-đôn đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm. Hôm nay cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta long trọng mừng kính hai thánh Simon và Giuđa tông đồ. Các ngài thuộc nhóm 12 tông đồ đã được Chúa kêu gọi để tiếp nối sứ vụ loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Ngay từ ban đầu, giáo hội mừng kính hai ngài chung cùng một ngày, vì hai ngài luôn sát cánh cùng nhau trong việc rao giảng tin mừng. Thay vì nài ép người ta theo Chúa, các ngài đã dùng chính đời sống gương sáng đạo đức để thu phục và dẫn họ đến với Chúa. Lúc đầu, Thánh Simon rao giảng bên Ai Cập, còn Thánh Giuđa rao giảng ở Mesopotamia và sau này. Hai ngài gặp nhau ở Ba Tư, tức Iran ngày nay, và cả hai ngài đều được phúc tử đạo tại đây. Mừng lễ kính các ngài hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy noi gương bắt chước các ngài trong việc hăng say rao giảng tin mừng. Đừng dừng lại ở việc rao giảng bằng lời nói suông, nhưng hãy rao giảng bằng chính đời sống gương sáng đạo đức của mình, để lôi cuốn người khác đến với Chúa. Bởi vì cổ nhân đã nói, lời nói như gió lung lay, gương lành như tay lôi kéo. Nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng dùng gương sáng để dẫn dắt người khác đến với Chúa là nguồn ơn cứu độ duy nhất. Amen.